Good morning, Ngọc Ánh xin kính chào cả nhà Facebook và YouTube channel của Ngọc Ánh. Ở đây là cái thành phố vẫn là San Jose mà nó nằm trong Alviso County Park, sau lưng cái Red America. Sau lưng Red America thì cái County Park này mình đóng membership á, mình đi được 9-10 cái park trong đây. Còn nếu ai không có membership thì vô đây đó là 6 đồng một ngày tiền parking. Nó nằm trong cái ô open space như vậy nè. Đặc biệt là lần đầu tiên từ ngày qua Mỹ cho mình mới biết chỗ này là có hồ này hồ nước mặn, hồ núi ha. Thì bên kia nó nãy giờ có rất nhiều chim với cò nó bay lên từng đàn nhìn nó giống như một cái gợn sóng ở ngoài biển vậy đó. Rất là nhiều chim cò. Núi đó là bên này bên Fremont, thành phố Fremont bên kia. Đây là ruộng muối nè. Nó ra nhiều cái màu đỏ, thật là đỏ luôn. Giờ nó khô quá thì nó sắp sửa thành màu trắng. Nó khô, nó cạn. Khúc ở dưới là nguyên một cái hồ nước đỏ, giống như là ở dưới sông mình là nước đỏ nhà quê vậy đó. Nhưng mà đây là ruộng muối. Rất là nhiều gam màu đỏ đỏ. Lần đầu tiên mình tới cái park này, County Park. Red America, đi vô cái exit Red America luôn á. Alviso Marina Park. Giống như cái cảng ngày xưa vậy. Không biết nước biển nó vô từ ngay cái khúc nào mình không biết, nhưng mà cái chỗ này nước mặn. Rất là nhiều cò với chim. Bữa nay là thứ tư tháng 8 ngày 4 Tây luôn. Tháng 8 ngày 4 2021. Nhiệt độ rất là mát luôn, chừng 60 đến 65 độ. Rất là cool. Nước muối nè. Nằm trong cái ao này. Mấy đứa nhỏ dẫn nó đi dẫn cho nó ao. Bữa nay đi hai cái park, một cái ở bên Bayland Nature Reserve nằm ở thành phố Palo Alto, từ đó chạy qua đây cũng 10 mai. Đi qua thêm cái Alviso. Bên đó chim rất là nhiều. Mình đứng nhìn tận mắt á, thì cái nước này nó màu đỏ. Màu đỏ giống như ở nước ở dưới miền Tây mà mùa nước lục á, nước nó đỏ giống vậy đó, nhưng mà ở đây là muối nè. Nó khô lại rồi, nhìn là thấy muối không à. Muối. Trắng lại là khô thành muối rồi đó, còn này màu đỏ nè. Cái này buổi chiều hoàng hôn ngắm chắc đẹp lắm nè. Cái đường rầy đó là đường rầy xe lửa mới chạy qua Amtrak. Amtrak mới đi qua. Đó, Amtrak sắp tới nữa kìa. Cỏ dưới đang chạy lên đó. Xe lửa Amtrak. Đang chạy lên nè. Sướng lắm á, nếu mà quýt cạn mà sáng đi ra đi bộ 8 giờ sáng phải mở cửa rồi. Đó, xe lửa tới Amtrak. Trong cái phạt này mà xe lửa đi ngang luôn. Đẹp quá.